Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy chia sẻ đến tất cả các bạn một món thức uống thì Thủy nghĩ cũng rất là ngon, mà không những ngon mà giúp cho chúng ta là trong quá trình hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt. Đó là sinh tố vải chanh các bạn ha. Thì các bạn biết không, cái vải này nó giúp cho hệ tiêu hóa chúng ta là được khỏe nè, nó làm sạch dạ dày nè, giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn, và đồng thời là cái chứng ở nóng các bạn, nó giảm đi cảm giác ở nóng trong dạ dày của chúng ta ha. Đồng thời trái vải nó còn có chất xơ các bạn, nó giúp cho kiểm soát được các vấn đề về đường ruột ha, giữ dạ dày chúng ta khó khỏi cái trường hợp mà độc tố, cũng như là làm sạch ruột của chúng ta ha. Đồng thời chanh này thì cũng giúp cho chúng ta được làm đẹp da, giảm cân, và nó làm sạch đường ruột, nó cũng thải độc tố trong ruột của chúng ta cũng rất là tốt ha. Chúng ta kết hợp với giải với nước chanh này đó thì sẽ giúp cho chúng ta tốt cho hệ tiêu hóa, làm đẹp da, và nó thải độc tố cơ thể cũng rất là tốt ha. Trước tiên thì chúng ta tách cái vải này ra các bạn ha, chúng ta lấy cái cơm của nó ha. Nếu như một khẩu phần như vậy thì các bạn làm chừng 10 trái thôi nha các bạn. Thì trong vải này có nhiều đường đó, nên các bạn không nên uống quá nhiều nha. Một ly như vậy chúng ta sẽ sử dụng chừng khoảng 10 trái là đủ. Nếu hai khẩu phần thì chúng ta làm từ 15 đến 20 quả là vừa nha các bạn. Nếu như mà chúng ta ăn trái vải thường xuyên thì chúng ta còn phòng chống được ung thư nè, ngăn ngừa bệnh tim nè, hỗ trợ tiêu hóa, giúp xương khỏe mạnh. Nếu như các bạn ăn thường xuyên trái vải này giảm cân rất là tốt ha, vì trong trái vải này nó có cái hàm lượng calo rất là thấp ha, nó không có chứa chất béo bão hòa hay là cholesterol ha. Thì ngoài ra thì chất xơ rất cần thiết đối với những ai mà đang muốn trong cái chế độ giảm cân các bạn ha. Thì ngoài ra thì nó giúp cho làn da chúng ta được trẻ đẹp nữa. Sau khi các bạn tách hộp vải hết thì chúng ta sẽ cho vào cái xay nha. Và sau đó các bạn cho nước lọc vào nha, khoảng từ 100 đến 150 ml nha các bạn. Nếu như hai người các bạn cho khoảng 300 nha. Và sau đó đường cát các bạn cho khoảng 2 muỗng, thì ngọt hay lạc tùy theo sở thích của các bạn nha. Nhưng Thủy thấy 2 muỗng là vừa ha. Và các bạn cho vào là nửa trái chanh nha. Với cách này thì các bạn nào mà thích uống đá thì mình có thể mình cho thêm đá vào nha. Còn nếu như các bạn nào không uống đá được thì chúng ta có thể uống như vậy nha. Sau đây thì sẽ cho đá vào.
Sau khi chúng ta xay được một ly như thế này thì chúng ta sử dụng như sau nha. Các bạn nhớ rằng là mình sử dụng sau bữa ăn 30 phút đến 1 giờ nha các bạn. Tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Đặc biệt là các bạn nhớ là mình không nên uống khi đói nha. Tại vì khi đói thì nó sẽ dễ giúp cho chúng ta bị cào ruột nha. Nên là chúng ta sẽ sử dụng cái nước sinh tố chứa vải này tốt nhất là sau khi chúng ta đã ăn cơm. Những cái thành phần trong cái nước chứa vải này và trong cái chanh này thì giúp cho đường ruột của chúng ta tiêu hóa rất là tốt. Và sau khi chúng ta thực hiện như thế này cũng rất là nhanh và dễ dàng, phải không các bạn? Nhất là trong mùa hè nắng nóng này mà chúng ta có một ly trái vải chanh uống giải nhiệt thì vừa ngon và vừa rất là mát nha. Khi ăn trái vải thì các bạn nhớ lưu ý một vài vấn đề sau nha. Một người chúng ta thì người lớn chúng ta không nên ăn quá 10 quả cùng một lúc nha các bạn. Còn trẻ nhỏ thì ăn chừng 3 đến 4 quả thôi nha. Nếu như mà chúng ta lỡ ăn quá nhiều quả vải thì nó có thể gây ra là dị ứng nha. Dị ứng thì nó dễ làm cho chúng ta bị tiêu chảy, đau đầu và chóng mặt ha. Khi mà nóng trong người thì nó có thể làm mà mất đi sự cân bằng cho cơ thể, nó sẽ gây ra là nhiệt miệng hay là mụn nhọt hay là có thể gây đau họng. Các bạn bị tiểu đường thì nhớ chú ý rằng là mình hạn chế ăn quả vải này nha. Tại vì theo nghiên cứu thì trong cái quả vải này các bạn, nó có rất là nhiều đường ha, nó có khả năng làm tăng cái lượng đường trong máu mình á, nên là sẽ không tốt cho những bạn bị tiểu đường. Và các bạn nếu có ăn thì các bạn ăn từ 5 đến 7 quả thôi nha. Còn những bạn mới phẫu thuật thì mình cũng nên không nên ăn quả vải này nha. Sau khi 2 tuần trở lên thì các bạn ăn quả vải nha. Đó là những lưu ý khi các bạn dùng quả dạ quải ha. Hỷ hy vọng rằng là sau khi Hỷ chia sẻ đến tất cả các bạn cái những cái lưu ý khi ăn quả vải và cái cách làm nước sinh tố vải để chúng ta uống giải nhiệt mùa hè và tốt cho sức khỏe, Hỷ hy vọng rằng các bạn thích video của Thủy. Nếu thích cho Hỷ một like, chia sẻ, đăng ký kênh và ủng hộ kênh của Thủy nha. Hỷ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha.